hai trận thắng và hiệu số sát thắng cao, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ cần thắng một set đấu trong trận đấu trước Philippines là có thể giành tấm vé vào chơi trận chung kết SEA Games 31. Với tinh thần thể thao cao thượng, hết mình vì màu cờ sắc áo, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm và thể hiện sự áp đảo trước Philippines. Các cầu thủ đã trình diễn nhiều pha bóng đẹp mắt, tạo không khí phấn khích trên các khán đài. Kết quả cuối cùng, đội tuyển bóng chuyền nữ giành chiến thắng 3-0 trước Philippines, đứng thứ hai bảng xếp hạng. Qua đó chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết tranh huy chương vàng SEA Games 31 gặp Thái Lan. Tôi thấy rằng các bạn ấy rất là hăng say và rất là vì màu cờ sắc áo, và các bạn ấy cũng rất là hết sức là nhiệt huyết với trận đấu, và tôi cũng rất là tự hào. Với chiến thắng này thì bọn em sẽ được vào trận chung kết và bọn em sẽ cố gắng cùng nhau hết mình để có thể làm thật tốt ở trận đấu chung kết. Mong rằng có thể mang thành tích tốt nhất cho đoàn thể thao Việt Nam. Trước đó trong trận xếp hạng 6-7 ở nội dung bóng chuyền nam, đội tuyển Philippines đã giành thắng lợi chung cuộc 3-0 trước Malaysia. Qua đó đứng vị trí thứ 6 ở nội dung bóng chuyền nam SEA Games 31.